Hello nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình là Tường Phố đây. Rất vui gặp mọi người, chúc mọi người vui chơi thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thấy thì nhớ like, subscribe, chia sẻ video và nhớ đăng ký kênh để chuông thông báo nhận video mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước khi bắt đầu video này thì chúc anh em một buổi tối vui vẻ nhé, ăn cơm ngon miệng và xem video mình cách vui vẻ và thoải mái nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó thì trước khi bắt đầu video thì mình cũng tiện nói luôn là mình vẫn còn đang bán con ạc top 1 anh em nhá. Thật sự rất là mong muốn luôn, anh em nào có nhu cầu mua thì hốt rùm mình cái. Thật sự đang rất gần bán anh em. Nào mai chắc cắn farm đây, mai cắn một trong hai món con điên gao là điên si hai con này. Về đây anh em. Ngoài ra những kênh còn đủ nữa đăng ký để mai chơi vẫn anh em subscriber cái kênh chúng mình nhá. Chứ là mong sao anh em nào đang có hứng thú với con này top 1 anh em. Mình anh em có rất nhiều anh em bữa thấy rất nhiều anh em hỏi mong đấy này mình bán thì anh em nào hỏi mua nhỉ. Anh em nào hứng thú với con này top 1 thì IP Facebook cho mình cái. Cảm ơn anh em rất nhiều, mong anh em hốt dùm. Thôi bỏ qua vấn đề đi. Giờ chúng ta sẽ đến với phần bet anh em nhá. Đó, chính thức Aces đã lên được 900m lực chiến rồi anh em. Đấy, át khỉ cũng gần 800 rồi, tổng team đã được 2.25 rồi anh em. Thì mình sau một hồi, sau một ngày, phải nói sau một ngày suy nghĩ anh em. Chưa like thì bận quá, không nên like được. Nhất nhiều anh em kêu anh ơi lên ngày kia đi. Thì mình thật sự xin lỗi anh em nha, do mình không lên được. Nhưng mà là mình không muốn lên. Đó thì sau một ngày suy nghĩ thì mình đã quyết định là sẽ chuyển chai rác qua cho cháu Buffett anh em nha. Đó, mình sẽ quyết định là chuyển như vậy. Bởi vì dù sao giờ chai rác của mình, con trai rác của mình nó có một con trai rác ghép riêng cho em này, không phải mình nhớ lộn, đúng rồi, trai rác không phải ghép riêng cho em này. Con trai rác của mình nhá, nó không chưa đi được phiêu lưu ký anh em. Đó là điều thứ nhất, chưa đi phi được phiêu lưu ký là một điều rất là cơ bản. Không đi được phiêu lưu ký là không còn dư gì để nói rồi anh em. Đó, nó không đi được phiêu lưu ký thì chả còn cái gì để có thể nuôi được để mà nuôi em nó nữa. Thế nên là đằng nào về sau nếu khi nào mình đủ điểm lực chiến thì mình sẽ truyền trực tiếp một em nào đấy qua cho em nó để cho đi phiêu lưu ký. Thế nên là mình sẽ tạm thời cho em nó nghỉ xuống nuôi xuống để cho Buffett lên lên team 3 anh em. Bây giờ team 3 của mình hiện giờ đang rất là thọt và mình cho Buffett lên team 3 mới nhằm mục đích để nuôi Buffett dần có thể đẩy lên hẳn team 2 hoặc là team 3 một team chính thôi anh em nha. Mục đích chính của mình là để đẩy team. Đó, chúng ta sẽ chuyển thường thôi. Đó, chúng ta sẽ chuyển thường qua cho cháu Buffett thôi. Đó, và sẽ nuôi Buffett dần thì mình sẽ ném Buffett vào trong farm. Giờ mình sẽ chăm Buffett lên dần luôn. Đó, rất là nhiều anh em nói con này yếu, con này khỏe thì mình cũng không xác minh. Còn bây giờ mình sẽ chính thức nuôi em nó và sẽ nâng cấp. Đấy, giờ mình sẽ nâng cấp tẩy luyện các thứ cho em nó lên. Riêng con này thì chắc chắn là mang cho nó thứ mang cho nó là một quả táo rồi anh em. Mình sẽ mang lại cho cháu cho cái này một cái khác anh em. Con này thì không mang được cái này nhỉ. Mang tạm cho quả táo 6 luôn. Đó, Buffett giờ mang tạm cho cái đề đấy anh em. Giờ chúng ta sẽ nâng cấp cho Buffett nha. Và sẽ đi test 1-2 trận luôn. Đó, hôm nay mình quyết định là thay đổi tem. Thế là đơn thẻ bao nhiêu? Đơn thẻ hơn 600 điểm. Tẩy cũng khó ăn nhè, ra nổ phát nào. Hơn 200 phát, không lẽ không nổ được một phát nào anh em. Đó, đúng cái thứ cần luôn anh em. HP, thứ đang cần nhất cho cháu nó. Con này chả cần gì, chỉ cần HP thôi là đủ anh em. Riêng em này là chỉ cần HP thôi là đủ rồi. HP với speed, deep ARM, chứ đam với crit là không cần. Riêng em nào chứ con này mình nói thẳng, HP rất là trâu. HP càng trâu càng tốt anh em, và hồi máu càng nhiều càng tốt. Đấy, em này rất là ngược đời cho đấy. Rồi, ngon, cũng ra crit, kệ khóa lại anh em. Nổ cái HP nữa thì em. Nổ ngay đép anh em. Ngon. Sáng giờ mình cũng chưa reset lại cái này cho em nó. Ô ra được một cái ấy này. Tăng 30% deep ARM và không chịu bảo kích anh em. Con này một gì nó không chịu bảo kích rồi, nhưng kệ cứ lấy tạm này đi. Cái đội tại nó anh em này nó xóa hiệu quả không bị bảo kích đâu, con này chẳng bao giờ bị bảo kích rồi, nhưng mà thôi cứ anh em. Cộng lên giờ bắt đầu mang học skin thứ cho em nó đàng hoàng, phụ kiện xem có món nào dư giả không cho em nó mang. Có đồ dư vất cho em này mang 1-2 bộ nữa anh em, đội gì. Mang cái áo là chính. Đấy, chưa mang áo thôi, áo cần HP nhiều. Có giày mang ít speed anh em. Giờ sẽ học skin cho cháu nó luôn. Đầu tiên học full trước.
ta treo phun cho cháu nó xong thì bắt đầu đi ép skin chính luôn. Con này mình xác định là mình sẽ nuôi lên tem chính anh em, thế nên là mình sẽ học hành đầy đủ luôn, không vất vả team 3 luôn. Đấy, tạm thời cho nằm ở team 3 một thời gian, sau dần bây giờ nói là team 3 nhưng team mình có thể mình sẽ biên chế lên team 2 hoặc team 1 luôn. Thế mình sẽ build tiền biên chế cho lên ở trên test thử xem đội hình thế nào, đi đánh đấm ổn thì mình cho đi luôn. Đó, nó mà ổn là mình cho đi luôn anh em. Nào đè đi ô skin mới đây, đúng rồi 25 còn ô thôi. Mua tạm mới khóa luôn anh em, đằng nào cũng phải mua. Đó, anh em đừng có tiếc nha, đã học skin cho bé là không nên tiếc kim cương. Rồi ok, chúng ta sẽ đến phần học cho em nó. Con này thuộc dạng hạng học deep RM nhiều anh em. Đó, tăng bị động. Đấy, giảm sát thương. Những thứ này rất là cần. Đam mấy crit thì không cần, học cho cái lành trước anh em. Mình chọn những cái đang có dựa nhiều mình sẽ học cho nó trước. Đi xèo cái sau, học cho một cái nhím này nữa. Rồi lành. Một cái lành anh em. Cho một cái hậu thuẫn nữa luôn. Đấy, đầu tư riêng xịn sò luôn anh em, cho hẳn cái hậu thuẫn xịn sò luôn. Khóa lại. Rồi ok, giờ còn 3 ô nữa à. Từ từ anh em, từ từ đi check sau nha. Giảm đam này, học giảm deep này. Ủa, đau ghê. Thầy học đau nhất là vậy đấy anh em. Đau nhất là như vậy luôn á. Đó, cái cần đè thì nó không đè đi. Đó, nó cứ đè đi đè lại, bực mình ghê nhỉ. Ok, nhím rồi. Đây, cái nhím này anh em, cái này có phải học nha. Chô, bực mình ghê. Đè nốt vào cái gì đè đi. Thề, điên luôn rồi anh em. Phí cho kêu ghê. Đi trời à. Ui trời, đè vào cái lành luôn à. Ui trời, nó cứ như đùa nhau anh em. Nó cứ như đùa nhau ấy. Giờ thì học lại cho cái lành một lần nữa. Học lại cho cái nhím một lần nữa. Rồi, thế này là tạm ổn rồi anh em. Giờ thì cho nốt hai cái chính, đó là một cái tốc. Đau ghê. Thế hết học cho tốc 1 giờ. Ừ, cùng là một cái khiên hộ thuẫn anh em. Rồi, quá ổn luôn. Học hành quá ổn cho cháu nó rồi. Trang phục mặc cũng đã ổn, reset cũng ổn, xem nào có điểm cộng không, chưa có, từ từ. Cái này cũng chưa được, huấn luyện. Thôi, huấn luyện từ từ sau anh em. Đấy, giờ thì bắt đầu cho lên team nhá. Đấy, cho lên team thì giờ có gì để đánh không? Chúng ta sẽ cho đi chiến thử vài cái nào. Khu vực khai thác như mình đang đánh dở này. Đó, người sẽ biên chế thay đổi team. Ngập tim khủng với nhè. Đầu tiên thì mình sẽ thay cháu búp phết. Vất con này xuống á. Đây, đầu tiên thì mình sẽ cho búp phết vào tim đánh đầu tiên anh em. Đó, rất là nhiều anh em bảo mình cho vào tim đánh. Đánh trận này chắc không thắng nổi đâu quá. Nhìn này cũng nghi không thắng quá anh em. Thôi tệ, cứ cho đi trước đi. Chúng ta sẽ cho vào tim đánh đầu tiên. Cho đi đánh vào tim đánh trước để xem khi có buffet và hỗ trợ nữa thì nó sẽ mạnh mẽ hơn cỡ nào anh em. Dù rằng skin chưa học full nhá, anh em mình nhớ skin của buffet giờ mình mới đưa lên chưa cộng đâu, cộng full nữa skin nó nữa thì nó mới khỏe, nhưng mà giờ tạm thời nhẹ đá. Chúng ta sẽ test thử coi nào. Đấy, cho buffet đi về tìm đánh coi. Một hit rồi. Chủ cho khỏe thế. Đấy, còn mỗi buffet anh em nó không bị hiệu ứng bảo kích. Ủa, ăn một phát này thôi chắc cũng không ăn nổi rồi. Chúng ta sẽ đi ra chỗ khác test thử anh em. Ở khu vực này test không nổi rồi. Test ở đây là không an toàn. Test ở đây là không ok lắm anh em. Chúng ta sẽ ra khu vực khác test. Đi PK lên server đây anh em. Chúng ta sẽ đi PK lên server. Mình sẽ test thử để xem nó đi với team nào ổn hơn. Mình thì tính nhắn lên team của Aesir. Giờ thì chúng ta sẽ đi bắt nộn rồi.
PK lên server anh em. Chù cha. À đây 1 triệu rưỡi này anh em này. 1 triệu rưỡi cũng ổn ổn. Đấy, cho vào team Buffet đầu tiên nha anh em. Đó, cho ngay vào team Át Khỉ đầu tiên. Chiến coi. Thì Buffet đi theo nó trụ nực nực đam nhiều hơn, hút được đam nhiều hơn anh em. Mình thì vẫn tính cho đi với team của Aces hơn. Đấy, tạm thời thì cho cháu nó lên đi vào không có cho đội 3 cũng được, tạm thời cho làm ở team 3, mình là tính vậy. Còn đâu cháu nó thì skin cháu nó thì mình test từ xưa đến giờ, mình cũng test rất là nhiều rồi, mình cũng biết về skin của cháu nó. Đấy, cũng nghe tin tức về skin cháu nó rất là nhiều rồi anh em, biết rất là rõ luôn. Q của nó rất là khỏe, thật sự Q con Buffet này rất là khỏe luôn. Nó sử dụng HP để đánh anh em, lượng đam nó gây ra, anh em cứ lần máu nó cứ trâu lên á, đánh gây đá xương kinh khủng khiếp lắm. Con này chỉ cần HP thôi, HP càng trâu thì giết cái địch càng nhanh. Anh là team này như lực chiến chưa đủ tầm để test anh em, chúng ta sẽ kiếm một vài team lực chiến cao cao hơn tí để test nha. Cứ phải ngang tầm tí đánh nó mới phê. Chín trăm mười à, thôi để cho không có đây anh em, mình sẽ lắp lên team thôi. Tạm thời thì cứ để champion và team như vậy đi. Đó, team Buffet các thứ như thế anh em. Mình sẽ lắp lên team nhà nhá, mình sẽ ghép lên team, mình sẽ ghép vào team 4 trước. Đầu tiên cho cháu này, sau đến Buffet và cuối cùng là cô 3. Mình cho đi đánh ở team đánh trước, bao nhiêu? 1 triệu 9 à, vào kiếm bạn bè có ai ngang tâm được chiến đi chiến luôn anh em. 1 triệu 9. Server mình lại tìm hồn rất là nhiều anh em, đau ghê, test cũng muốn test cũng khó. Thôi kệ, test luôn anh em, tìm hồn hồn đánh luôn với bạn này, 1 triệu 7. Bạn có lực chiến khá là khỏe trong team mình, trong server mình. Đấy, sáng nay rất là nhiều anh em yêu cầu, mình rút x10 về, hiện giờ mình rút về, đến giờ hôm nay vẫn đang hoang mang, chưa biết dùng và làm như thế nào. Thế nên là vẫn cứ... nói chung mình băn khoăn, nhưng mình biến lý nào chuyển nó lên để làm team 3 anh em. Mình sẽ sắp xếp dần để vào team 3. Thôi xong, có giải cầu nó bút này giảm đam, giảm speed nó sao đánh. Ây da, ngon. Cũng không đi chỗ nào anh em. Sợ PR nó ulti cái thì cũng đi nữa bằng nhau. Bây giờ là lúc chứng minh khả năng của Buffet đây. Buffet liệu có mạnh hay yếu đây. Hãy gặp giải cầu nó cứ vá như này thì mới còn đến lượt đánh nữa không, hay là chết giữa chừng nữa rồi. Chỉ sợ là ra đi giữa chừng thôi anh em. Biết mà. Mình sẽ lắp vào team chính luôn. Mình sẽ cho Buffet đi với cặp Aces cộng với mình thì tính lắp như này này. Thực ra thì mình lúc trước khi team này thì mình muốn lắp như này. Mình sẽ không để cô 3 nữa. Thật sự mình sẽ không để cô 3 đâu, cô 3 mình vứt đi luôn. Mới đầu mình tính chuyển cô 3 cho Buffet cơ. Đó, mình sẽ để team như này. Vào nó thay vào team 2 này này anh em này. Còn team 1 thì vẫn là Victini đi theo để cho Aces nó tạo ra lượng sát thương khủng hơn. Ở cái nội tại của Victini nó boost cho team đó. Để cho Aces nó dồn đam đa châu hơn, đó là sự tính của mình. Giờ khó khăn hơn. Mấy cáo này rút x10, mục đích chính là mình cũng nhằm để rút kiếm em bét mới thôi. Đấy, bây giờ có giai câu đi theo nó, đấy, nó giảm speed đầu bạn xuống, bên team mình còn có cơ hội để đánh anh em. Đó, nó còn ngang tầm như này, đó. Chứ như này đánh đội bạn có giai câu nó làm giảm speed đội mình xuống là khỏi đánh luôn anh em, sập điện luôn. Trời, đấm Aces gần đi rồi anh em. Úi trời, Buffet nó bắt đầu bút rồi anh. Ui rồi, có
còn đứa nào nữa không, vô đây nốt đi. Đánh như này khó test quá, chắc mình sẽ cho buffet ở một trận riêng cho anh em xem luôn nhá. Để rồi anh em cũng thử comment phía dưới lên mình sắp team như thế nào cho nó ổn. Chứ hiện giờ team mình đã sắp, mình có thật 100 này mình đã có 3 đội, 2 team đội chính rồi. Mình chỉ cần một team đội nữa thôi, team đội phụ. Cái team đội 3 thì mình cũng chẳng cần lắm đâu. Bây giờ mình sẽ sẵn sàng mùa rồi, mùa này mình quyết chiến rồi. Thế là mình cũng không cần team đội 3 lắm, thực tế là vậy. Giờ ta sẽ để buffet ở một trận đánh riêng này anh em nhá, 600 điểm đội chiến. Để test thử một trận cho anh em xem, để anh em đánh giá và sẽ xem nghĩ xem là mình nên sắp nó vào đâu cho nó hợp lý. 600 điểm lực chiến à, đánh mới tầm 800 806 này anh em này, đánh một trận 806. Đó, auto buffet thì nó có khả năng là cái kiểu kỵ hiệu ứng cái dây xích của nó đấy anh em. Đó anh em thấy cái dây xích, anh em để ý bên bet đâu bạn không, cái CDB nó xóa hết nội tại đâu nữa. Đó thì ulti hút lại cái đi cả đám. Đó lúc nào cũng vậy anh em, ulti nó là đau khổ nhất. Tăng deep ARM lên, nói chung con này nó cực kỳ trâu anh em. Thề luôn, con nào chứ riêng con này nó trâu kinh người luôn anh em. À, chỉ cần cho nó có khả năng hồi máu cao được. Em này phải hồi máu cực kỳ trâu nha mọi người. Anh em mà nhớ con này phải có một lượng máu hồi giáp cực kỳ trâu thì anh em mới có thể dùng được. Úi xồi, nhìn kêu đánh anh em. Win. Nói chung thì video hôm nay tôi lấy chủ yếu mục đích chính là để anh em sắp team cùng mình thôi, chứ hiện giờ team thì mình vẫn đang băn khoăn lắm. Ở đâu thực ra team đội thì mình đã có team đội sẵn của mùa cham kỳ này, mình sẽ build trực, mình sẽ không thay đổi team nha anh em nha. Mình sẵn sàng mùa cham này, anh em có chiến đến đâu chiến, mình vẫn giữ nguyên đội hình. À, đây là đội hình chính của mình mùa cham kỳ này anh em. Đó. Đó team đánh có sự xuất hiện của Giai Câu, sau tới mình sẽ mở viện hy sinh cho cô ba. Ở đầu phía tiếp theo đó là team Nham có sự Vitaly hỗ trợ cho Aesop đam khỏe hơn. Đó, mình sẽ build Vitaly khỏe lên nữa. Đấy, sáng nay thì rút pick Puppet thì bây giờ mình vẫn đang băn khoăn chưa biết em nó ở đâu. Đó, giờ thì cũng nuôi lên rồi đây anh em. Đấy, nuôi lên để đây đã. Này, anh em thấy skin của cháu nó. Nói chung skill của này cũng đặc hiệu lắm. Cái lột tạ đây anh em thấy rồi. Giảm sát thương bản thân phải chịu anh em. Đấy, sát thương mỗi lần sát thương mỗi lần buffet là phải chịu không vượt quá 10% HP đấy nhá anh em. Đó. Với là quy định lượt đánh anh em, người ta chỉ đánh nó 10% HP với HP của nó thôi, có khỏe đến mấy cũng chỉ đánh thế thôi. Đấy. Tất cả phải để chịu ảnh hưởng hiệu quả Magic này. Đó. Hiệu quả này không thể bị xóa và cái mục tiêu chịu ảnh hưởng thêm 25 sát thương anh em nhá, kéo dài 2 hiệp. Kiểu này tăng 500 deep ARM đấy, 50% deep ARM khi chịu giảm 10% sát thương kéo dài 4 hiệp anh em. Đây là một kill siêu anh em. Đó. Bản thân mất 300 HP bỏ qua phòng ngự của tạo sát thương hệ siêu anh em, và nên mục tiêu và tất cả bet phải chịu ảnh hưởng mắt xích dựa trên 12% HP lớn nhất anh em. Ulti của nó là gắt nhất, ulti gắt nhất anh em. Đấy, bản thân mất 65% HP bỏ qua phòng ngự tạo sát thương hệ hồn, nên tất cả bet phe địch dựa trên 40% HP lớn nhất bản thân anh em. Đó, con này đánh tựa dựa vào HP nên chúng ta cần build HP cho nó cực kỳ khỏe. Con này càng khỏe HP bao nhiêu thì đánh càng trâu bấy nhiêu anh em. Hiện giờ thì buffet mình nghĩ chắc chỉ tạm thời cho nó ở team 3 là ổn định nhất. Thế nên là anh em thử comment bên dưới để xem đội hình thế nào. Chúng mình thì hiện giờ vẫn chưa có ý định gì, cứ tạm thời sắp số cho nó thay ra đây anh em. Còn đầu video này chắc cũng kết thúc đây thôi. Có gì các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Tạm biệt mọi người. Anh em buổi tối vui vẻ. Nhớ like và subscribe kênh nha anh em.